ăn như kiểu nó đủ xanh vậy thôi, không đáng. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Hiền Discovery. Mời quý vị và các bạn cùng trải nghiệm với Hiền Discovery với đọt hay còn gọi là ngọn đu đủ. Hiền đang sơ chế ngọn đu đủ để gọt hết tước hết cái sơ ngoài đi. Sau đó thì Hiền sẽ ăn trải nghiệm cùng quý vị và các bạn xem đắng chát nó như thế nào. Mời quý vị và các bạn cùng xem với Hiền đến hết video để xem sự trải nghiệm của ngọn đu đủ như thế nào các bạn nhé. Thấy mọi người ăn ngọn đu đủ nhiều này, không biết nó đắng. Hôm nay Hiền trải nghiệm thử xem ăn ngọn đu đủ nó như thế nào nhá. Xem nó có đắng hay chát hay có vị gì nhá. Mời cùng trải nghiệm với Hiền Discovery. Ăn như kiểu nó đủ xanh vậy thôi, không đắng. Ngon. Ăn như đu đủ xanh nhé, như trái đu đủ xanh. Chẳng là nó đắng hay không đắng. Ngon. Nó non này. Nó giòn như khoai sống á, ăn như khoai sống rồi. Thế là mình xem trên YouTube nhiều người ăn rồi, hôm nay mới thử nghiệm, không đắng. Đu đủ là một loại rau sạch, không có phun trước gì cả, cắt từ cây ở nhà. Bạn có đam mê ăn không? Lắc đầu. Video của Hiền ăn trải nghiệm thử lá ngọn và lá đu đủ, có nơi gọi là đọt đu đủ, đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu cảm thấy ý nghĩa, hãy để lại cho Hiền những đăng ký kênh và comment like. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào và hẹn gặp lại.